Mình đã có rất nhiều video chia sẻ các bạn về Samsung Galaxy Note Edge. Tuy nhiên trước đây toàn là máy xách tay, không từ Nhật thì cũng là từ Hàn xẻng. Vậy thì sản phẩm mình đang có trong tay ngày hôm nay là một chiếc máy chính hãng sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam chúng ta ngay trong tháng 2. Mức giá của nó như thế nào và số lượng bán ra là bao nhiêu? Trong video này mình sẽ chia sẻ tới các bạn. Đầu tiên là về thiết kế, Galaxy Note Edge phiên bản chính hãng sẽ có hai đặc điểm nhận diện so với các bản xách tay. Đó là nó sẽ có logo của Samsung nằm ở mặt trước. Bản xách tay của AU thì sẽ không có cái này. Ngoài ra ở mặt lưng sẽ có dòng chữ Samsung như bình thường, không có dòng Galaxy Note Edge hay là không có logo ở nhà mạng. Vì vậy khi đi mua máy các bạn nhớ lưu tâm điều này để dễ dàng phân biệt máy xách tay cũng như là máy chính hãng của chúng ta. Còn tổng thể tất cả yếu tố còn lại thì đều giống nhau. Ở bên cạnh trái mọi người sẽ tìm thấy phím tăng giảm âm lượng. Trước khi đấy phím nguồn không được nằm ở vị trí quen thuộc, nó sẽ được đưa lên bên trên đỉnh máy, nơi mọi người sẽ tìm thấy con mắt hồng ngoại điều khiển từ xa cũng như jack cắm tai nghe 3.5mm. Cạnh phải đó là nơi chiếm độc quyền của cái phần màn hình cong của Galaxy Note Edge. Bên dưới là cổng sạc micro USB có tích hợp công nghệ sạc nhanh tương tự như Note 4, cũng như là cái bút S Pen thần thánh để vẽ voi vẽ vượn ý nhầm. Có rất nhiều tính năng thông minh sẽ được thể hiện qua cái bút S Pen này. Mặt lưng bao gồm camera 16 megapixel, cảm biến đo nhịp tim, dòng chữ Samsung cũng như là lo ngoài. Chiếc Galaxy Note Edge đương nhiên cũng làm là mặt lưng giả da tương tự như Samsung Galaxy Note 4, sờ vào rất thích, không bám mồ hôi, dấu vân tay và cũng không hề dễ bị trầy một chút nào. Chúng ta bóc nắp lưng ra, nơi đây mọi người sẽ tìm thấy khay cắm SIM và khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Galaxy Note Edge thì có dung lượng pin là 3000mAh. Quay trở lại với sản phẩm này, mặt trước chúng ta sẽ thấy cái màn hình là 5,6 inch, như vậy nó nhỏ hơn một chút so với Galaxy Note 4 là 5.7, độ phân giải vẫn là 2K. Tuy nhiên là chúng ta được cộng thêm 160 pixel nữa là do cái phần màn hình cong nằm ở bên tay phải mọi người. Phần màn hình cong này sẽ được tự động thay đổi rất là linh hoạt. Khi mà chúng ta cầm đúng chiều hay là xoay ngược trở lại thì phần màn hình cong sẽ được nằm nguyên vị trí để chúng ta có thể thao tác tương tự, kể cả là cầm bằng tay trái hay tay phải đều rất là tuyệt vời. Có một điểm rất hay nữa, đó là khi các bạn cầm ngược Galaxy Note Edge, lập tức là thanh thông báo trạng thái bên trên sẽ xuất hiện một cái khu vực điều khiển cảm ứng là phím đa nhiệm, phím home và phím back. Quay trở lại với những cái khu vực phím cảm ứng bình thường thì Samsung Galaxy Note Edge sở hữu một phím cứng nằm chính giữa, bên trái là phím đa nhiệm, bên phải là phím back. Bên trên là camera 3.7 megapixel cho phép tự sướng rất là bá đạo, tha hồ lừa tình. Mọi người sẽ có loa thoại cũng như là dòng chữ của Samsung. Với chiếc Galaxy Note Edge này thì về thông số cấu hình tương tự như Note 4 ở Việt Nam, nó sẽ sử dụng vi xử lý Exynos 8 nhân, bộ nhớ RAM là 3GB thay vì vi xử lý Snapdragon 805. Nhưng năm nay mình đánh giá Exynos tốt hơn vì tốc độ cũng như là mọi thao tác đều nhanh hơn so với vi xử lý Snapdragon. Về những tính năng thì Galaxy Note Edge coi như là một phiên bản độc đáo của Galaxy Note 4 mà thôi. Chúng ta sở hữu chiếc bút S Pen thần thánh, có thể ghi chú và đem lại nhiều thao tác thông minh. Các bạn quan tâm có thể theo dõi một video riêng mình đã thực hiện trên Galaxy Note 4, thì Note Edge cũng tương tự như vậy 100%, không thay đổi bất kỳ một điều gì. Khu vực màn hình cong mới là điều chúng ta cần chia sẻ nhiều nhất. Ở nơi này, người dùng có thể truy cập những thông báo, chúng ta có thể truy cập những ứng dụng và thực hiện rất là nhiều điều rất là thích. Ví dụ như là nếu để trên mặt bàn, các bạn muốn xem đồng hồ thì Galaxy Note Edge của mình sẽ có thể hiển thị đồ đồng hồ 24/24. Đặc biệt màn hình AMOLED sẽ luôn luôn màu đen rất là tiết kiệm pin. Thế nên chúng ta vừa có thể xem đồng hồ được, tương tự như các sản phẩm Lumia sẽ có một khu vực riêng hiển thị rất là ấn tượng. Hay là ở nơi này chúng ta có thể là một thanh công cụ những ứng dụng chúng ta hay truy cập nhất, chuyển đổi qua lại rất nhanh, tiện lợi hơn là so với phím đa nhiệm trước đây chúng ta vẫn thấy là điện thoại di động. Ngoài ra người dùng có thể xem được thông tin về thời tiết, các thông báo lịch hẹn trong ngày, hay là mình thậm chí còn để một trò chơi rất hay ở đây. Khi buồn thì mình có thể lôi ra và chơi game trực tiếp trên khu vực cái thanh cảm ứng này mà không cần phải mở ra từng ứng dụng. Mình vừa có thể nhắn tin, vừa lướt Facebook, vừa chơi game được trực tiếp trên Galaxy Note Edge. Rõ ràng đây là tính năng độc đáo tạo nên sự khác biệt của nó so với mọi sản phẩm khác trên thị trường. Quay trở lại với những cái thông tin về ngày bán ra của sản phẩm này. Ngày mùng 2 tháng 2 Samsung sẽ cho đặt hàng trước Galaxy Note Edge và tiếp theo là đến ngày mùng 10 tháng 2 sẽ bán ra chính hãng. Ngoài ra, chiếc máy này sẽ chỉ giới hạn bán 1000 máy trên toàn quốc. Vì vậy nên nếu bạn nào muốn sở hữu cho mình thì có thể đặt hàng trước hoặc sắp tới chờ bán ra vào ngày mùng 10 tháng 2 có thể trải nghiệm tại các brand shop của Samsung và quyết định mua hàng sản phẩm. Vậy thì theo các bạn, giá bán bao nhiêu sẽ phù hợp với chiếc Galaxy Note Edge và liệu các bạn có lựa chọn Galaxy Note Edge thay vì Note 4 hay không? Mời mọi người cùng chia sẻ bên dưới cái phần comment của video này. Hôm sau mình sẽ quay trở lại với bài đánh giá chi tiết cũng như là một số cái video vui vẻ và đặc biệt về Galaxy Note Edge. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.